Đường mát làm kèo mắt xéo đây anh em ơi. Cái đám rau này có 1 cặp hay là 3 con vậy nha. Nghe nó kêu ép 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 như này. Giờ làm đây kèo nha anh em, càng mát. Có chim mồi luôn nha, giờ làm bố trí sẵn à. Để coi cái kèo này nó đá mạnh không nha. Một nốt nhạc nó dính liền nha anh em. Lẹ ghê không? Còn mấy con nữa anh em ơi. Mà mấy cái chỗ này như nó không phải không hạp nó. Mình vô trong cái bờ kia quýnh là lẹ lắm á. Để bẫy tiếp coi coi nó dám lợi không nha anh em. Rồi, anh em xem tiếp nha.
hai con nha anh em, còn con nữa mà không dính, thôi gỡ hai con này đi, còn con kia bẫy thử rồi nó dám lại không, chịu đá lắm, mà mình thiếu thòng á, mình găng còn hở nhiều quá, nó vô mấy chỗ hở đá, còn quá, để gỡ hai con này nha anh em. Rồi kèo này bắt được ba con rồi nha anh em. Bây giờ mình quýnh tiếp coi coi con kia nó dám dạy đá không nha. Anh em chờ xem nha. Con này sung ghê anh em, quần tới quần lui mà nó hay quá, cuối cùng nó cũng phải bị dính thôi. Gỡ nha anh em, vậy là chỗ này là bắt được 4 con nha anh em, mà ngoài kia vẫn còn á, mình bẫy gần cái đường đi quá nên nó hơi nhát chút xíu chứ, cơ mình bẫy trong là bắt lẹ lắm. Rồi mình gỡ nhanh nè, nãy quýnh đằng cái bờ góc bờ đó anh em, lùm được 4 con trong cái đám này nè, giờ bên đây nó còn nha. Bên đây nó còn cặp, nó kêu SS. Hôm qua đây làm thêm cặp nữa nha anh em. Lụm luôn cặp đi.
Rồi anh em chờ xem nha. Dính giò rồi anh em, để gỡ con này, con cái cặp kia nó mới dám qua nha. Con này con lẻ anh em à. Rồi mình vô tới đây mình làm kèo nữa mà nó không đá anh em ơi. Chim đây nó còn yếu quá. Nay đi được 6 con nha. Làm hai kèo, kèo 5 con, kèo 1 con là 6 con nha anh em. Cái chỗ mình bẫy hồi nãy là nó còn hai cặp nữa nha, mà nó yếu quá nó chưa dám đá, chừng tuần sau mình vô là mình lụm luôn hai cặp đó, lụm chỗ đó không là được 6 con nha nè. Chỗ nào mà chưa ai gớ vô lụm hết luôn á. Bẫy hồng thì dễ lắm, còn bẫy lụp thì một hai con thôi, chứ bẫy hồng thì nó dễ dính hơn, bắt được nhiều hơn. Thôi chào tạm biệt anh em nha.